Xin chào các bạn, hôm nay là mình đang đi sửa chữa loa cho khách. Là cái loa này á, là nó bị đứt mấy bóng đèn bên trong. Rồi thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy ở cái khu vực phòng ở đây á, là cái loa này nó bự quá, mà củ chép của nó có vẻ nó bị dư, nên đâm ra là mình bắn ra. Rồi mình xử lý á, mình thay cái mặt bên trong với là thay cặp củ chép cho khách. Rồi ở đây. Rồi những cái dạng loa lớn như vậy á, nếu mà mình làm loa mà bị dư chép ở trong phòng này, nó hú dữ lắm các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ thử, mình alo, mình test thử với các bạn nghe nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 2 2 2 2 3 4 5 6. Lần 1 2 3 4 5 6. 1 2 5 6. Lần 1 2 3 4 5 6. 7 8. Lần 1 2 3. Mai đường không về, chân anh buồn.